hãy bình giạt rào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru êm mãi như đông lúa chiều dị sao. Tiếng ru bên thềm chẳng tà rồi bao, mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Đã yên giấc mẹ hiền vui sớm biết bao, thương con quê sớm bao tháng ngày lặn lội dẻo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quặn thân gầy mẹ một sương hai năm cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng triền miên. Bao sông làng gần xa, tình mẹ dâng tới chẳng ngăn đứng lặng để nghe lời ru sao xuyên núi đồi suối rừng dặm tre. Sóng ven thái bình im lìm khi tiếng mẹ quặng dị khi thức trắng đêm. Bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc trắng đành đẫm sương. Dù ai xa vắng trên đường sớm cây thánh gia đã xin cho được đóng danh sớm thì con thánh gia chúa lạy cha.
ông con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cha cả sáng hơn cha chỉ đến ý cha để yêu dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ ác. Anh chị em cũng đến, chúng ta đang trông tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế chúng ta muốn chỉ đứng đầu chiếc thân thân này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn những hẹn như tiên tri dạy ngài đã báo trước cho. Và chúng người thân của chúng ta đây được ăn ơn vui mừng trong ơn cứu độ của ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những chiếc thân thân người thân của chúng ta chẳng đạt đến ngày hạnh phúc ấy. Chúa là cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng an ủi nâng đỡ những ai sầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những chiếc thân thân này để biến chúng từ dấu chỉ của sự việc ly tan tốc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ an ủi những ai đang gắng gắp người thân của họ vượt qua đời hoặc tin tưởng bỏ ra người thân của họ cho sự an toàn về tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa trong con. Lời Chúa trong sách Huấn Ca. Con hãy tin vào Thiên Chúa và Ngài sẽ nâng đỡ con. Thế chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện Ngài xin Chúa đổ tình thương xót ghé đây ở chúng con địa gian mà Chúa đã truyền tải ra khỏi đời này, được đưa vào chốn bình an đầy ánh sáng và được chúng hưởng phần phúc với các thánh của Chúa. Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót và là Thiên Chúa của mọi niềm an ủi. Chúa yêu thương chúng con bằng tình yêu muôn thuở và biến đổi bóng tối sự chết thành rạng đông sự sống. Chúng con ngài dẫn Chúa đến điểm căn tôi thơ Chúa đang sầu thương khóc lóc. Lạy Chúa, con Chúa, Chúa chúng con đã chết để diệt sự chết và đã sống lại cho chúng con được sống. Chúng hết này xin Chúa cho chúng con biết chạy đến với người để một ngày kia sau cuộc đời chúng qua này, chúng con được đoàn tụ với anh chị em chúng con. Ở đó Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ trên mắt chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh em thân mến, phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi đấng cứu độ là Đức Giêsu Kitô, thân xác vinh hiển của người, nhờ quyền lực mà người vẫn đến để bắt muôn vật quy phục người. Đó là lời Chúa. Trong lại xin cùng hương cho linh hồn Maria của chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lại chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người chồng lành biết lòng không thôi. Xin thương bà Maria của chúng con về nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thương bà Maria của chúng con trong việc thánh mình nấu chưa,
xin hương danh bà Maria bà bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa trong đó vô lưu tống đồ gửi tín hiệu vô lưu xe. Anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn dấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Cái Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện. Bây giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn tôi tới Chúa là của bà Maria, mà Chúa đã thương gọi ra khỏi thế gian này về với Chúa. Xin cho cụ bà Maria thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, về hưởng hạnh phúc an nghỉ và ánh sáng muôn đời, được sống lại trong vinh quang giữa hàng các thánh và những người Chúa cho. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Khi nghi thức làm phép áo quan, anh chị em thực tế thánh vỡ lộ nhắc ở mọi người, chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Và theo sách giáo lý công giáo, sau cuộc đời trần thế, thân xác con người dù có bị mục nát tiêu tan, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại để chôn cất như hạt tiêu theo phong tục địa phương. Sáng chỗ người đã qua đời đóng góp quan xứng đáng là cách bày tỏ lòng kinh kinh đối với họ. Vậy chúng ta dâng lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và thương nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi, mà ban cho họ được yên giấc ngàn tu. Và là đứng cứu đồ, Chúa đã dạy chúng con phải tôn thờ thân xác và tôn trọng thân xác mình, và sau khi được thân đầy trong nước vượt tổ, thân thể đức của chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này để thân xác tôi tới Chúa. Chỗ này Chúa cho sống lại về hưởng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bao la vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi,
mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Chúng ta tin chắc rằng người thân yêu của chúng ta ở đây cũng sẽ được như lời Chúa hứa. Những gì Chúa Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu thì tất cả những người Chúa Cha ban cũng sẽ ở đó. Của thầy Kitô Hữu, cái chuyện của bà Maria ngày hôm nay, chúng ta đang trong bầu khí của tháng 11, cầu cho các tín hữu đã qua đời, cầu cho những người thân yêu trong gia đình của chúng ta. Chúa gọi bà Maria về trong đúng cái hoàn cảnh này. Bà được về tổ tiên. Chúng ta cầu thang bà Maria cho bà thương xót của Chúa. Xin Chúa thương tha thứ những lần tổ tiên xót. Và những gì bà Maria còn ở trần thế này đã vất vả
thì được Chúa thương tha thứ để đưa hồi hướng nhằm thanh Chúa. Làm được hy vọng tới những người đã chết, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Cho những ai đã đi trần, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa hứa ban nước trời cho tất cả chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu bí tích thanh tẩy. Chúa đã cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm vinh, được thoát khỏi xiềng xích tư thần và chung phần hạnh phúc với các người Chúa trong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, Đức Kitô đã chết và đã sống lại là để thống trị người sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa án của Thiên Chúa. Bởi có lời chép, Chúa phán: Ta lấy sự sống ta mà thề rằng mọi đầu gối sẽ phải quỳ lạy ta, và mọi miệng lưỡi sẽ xưng tụng Thiên Chúa. Như thế, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về chính mình với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở ấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Đó là lời Chúa. Nhìn vào cuộc sống của chúng ta, tất cả thời gian, tất cả sức lực, tất cả tiền của, cũng như nghị lực của chúng ta đều đầu tư cho cái thân xác của chúng ta.
và cho cuộc sống tạm bợ ở trần thế này. Thế nhưng rồi khi con người phải từ bỏ, hay nói cách khác, chết, thế thì chúng ta mang được cái gì đi? Hay là như Thi Hào Nguyễn Du đã nói rằng, trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua chỉ nấm cỏ khâu xanh rì. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Quả đúng như thế. Sinh ra ở trần thế, chúng ta cố gắng tìm cách làm thật nhiều, đầu tư thật nhiều, thật giàu có, thật đầy đủ. Thế nhưng cuối cùng cũng sẽ mất, chỉ còn lọ cho cốt. Những lúc bệnh tật, những lúc mệt mỏi vì tuổi tác, hay là có những lúc không được thoải mái vì chuyện này chuyện kia trong cuộc sống mà không tránh khỏi, đó là những lúc khắc khoải. Thế nhưng không làm cho con người ta mất hy vọng, và bà vẫn hy vọng về một tương lai mà Thiên Chúa chuẩn bị sẵn cho mình. Điều đó đã nuôi dưỡng đức tin của bà, cũng như những người thân yêu sống cùng với bà. Và cả chúng ta cũng vậy. Trong khi chúng ta đang khắc khoải với cuộc sống này, thì chúng ta cũng không bị đánh mất cái ước mơ hạnh phúc của chúng ta. Lời của Chúa Giêsu nói: Thầy đi trước để dọn chỗ cho anh em, và Thầy sẽ lại đến và đã đưa anh em về với Thầy. Chúng ta tin tưởng như thế để tiếp tục chúng ta hy vọng, tiếp tục chúng ta quy hướng cuộc sống của chúng ta về niềm hy vọng đó, để trước những nỗi khắc khoải của cuộc đời không đánh gục chúng ta, mà là đưa chúng ta lên cao. Nhờ những cái thánh giá cuộc đời đó mà chúng ta được đến gần với đấng là nguồn sự sống hơn. Xin Chúa Kitô phục sinh thương đến linh hồn bà Maria, và xin Ngài cũng thương đến các linh hồn, trong đó các người thân yêu của chúng ta, mà trong những ngày này chúng ta đang nỗ lực cố gắng để cầu nguyện, để hy sinh, để làm những điều mà có thể giúp cho người thân của chúng ta trải vượt qua được những khắc khoải trong luyện ngục. Giáo hội dành một tháng đặc biệt trong năm nay để mời gọi chúng ta hãy yêu thương các linh hồn. Mỗi ngày chúng ta được hưởng một ơn toàn xá dành cho các linh hồn. Đó là một đặc ân rất là lớn đối với các linh hồn, và cũng là may mắn đối với bà Maria của chúng ta ở đây. Vì bà cũng ra đi trong một hoàn cảnh rất đặc biệt mà giáo hội dành một tháng. Bình thường chỉ có 8 ngày trong tháng, mà được chúng ta được hưởng một tháng để thấy chúng ta nỗ lực cố gắng sống tốt lành, thánh thiện, đạo đức, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta những ân phúc ngoài sự tưởng tượng của chúng ta.
tiếp tục dâng lời cầu nguyện cho bà Maria cũng như các linh hồn, những người thân yêu của chúng ta đi trước chúng ta. Xin dâng lên Ngài người thân yêu nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương ra đi về tới bên ta yêu thương. Xin dâng lên Ngài tràn niềm cay trông. Xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin cho đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hành cũng hiền chiều. Anh chị em hãy cầu nguyện để hiến lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ mời tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lời Chúa chúng con dâng những lễ vật này để ca tụng thanh danh và cầu nguyện cho người con của Chúa là bà Maria. Ước gì nhờ thánh lễ chúng con đang so sánh cử hành, tôi tớ Chúa là bà Maria được sống lại và hương phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những quan lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con bánh tạ ơn bè ra và trao cho các muôn đề mà tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nợ vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cân trước tôn nhan và phong sơ Chúa. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là bà Maria, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin nhờ người với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Hồn con mong về bên Chúa, bước chân đi qua tháng năm vội vàng, có tiếng cười buồn vui tiếng người. Ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về. Con mong tìm về bên Chúa. Lời Chúa, tôi tớ Chúa là bà Maria khi còn ở đời này, đã được Chúa cho gia nhập dân thánh. Giờ đây xin Chúa lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà mơ lương từ bi đón nhận tôi tớ Chúa vào hàng ngũ các thánh, trên cõi trời đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Lời xong chúc anh chị em đi bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin trái thơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao nên đám ân tình, ơn biển trời y thắng trong tim. Kinh đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính đức Chúa Giêsu Kitô là con một đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con bởi phép đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Vi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà tán xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Chúng con cậy danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Cha và con chủ tế, vì tình thương mến thương, Cha đã không quản ngại đường xa bỏ chút thời gian đến đây thăm gia đình và dâng thánh lễ tại gia để cầu cho linh hồn Maria là mẹ, là bác cũng như là bà của gia đình chúng con. Chúng con, gia đình chúng con tin tưởng rằng nhờ lời cầu nguyện của Cha trong thánh lễ hôm nay, Chúa sẽ nhanh chóng nhận lời và đưa linh hồn Maria lên thiên đàng hưởng hạnh phúc với Chúa. Gia đình chúng con không biết nói gì hơn là chân thành cảm ơn Cha. Nguyện xin hồng ân hồng ân của Chúa ban nhiều hồng ân xuống cho Cha, để cho Cha có nhiều sức khỏe, nhiều nghị lực để chu toàn mọi sứ vụ mà Chúa đã trao phó cho Cha. Một lần nữa, gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ Cha và đồng bái tạ Cha. Kính thưa ca đoàn Teresa, các thân bằng quyến thuộc và ông bà, anh chị em trong khu xóm, gia đình chúng tôi rất, những ngày qua gia đình chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã đến thăm viếng cũng như cầu nguyện và hôm nay cùng tham dự thánh lễ với gia đình của chúng tôi. Chúng tôi rất chân thành cảm ơn và nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân xuống cho tất cả các quý vị để quý vị trở thành một Kitô hữu đích thực. Gia đình chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị và xin đồng bái tạ. Cô, các em xin chia buồn với bác, anh chị trước cái sự biến cố ra đi của mẹ. Hôm qua ông Thảo bên Mỹ cũng gọi điện nhắc nhở con, rồi cũng nói là cho ông gửi lời chia buồn với gia đình mình. Bên kia thì ông đã gọi điện cho hai bác ở bên kia rồi, dạ, nhưng mà ông không có gọi về đây được, cho nên ông cũng nhờ con chuyển lời chia buồn với các bác những anh chị ở Việt Nam. Chúng ta hy vọng và ra đi trong một cái dịp rất là đặc biệt, như con nói ở trong thánh lễ, hội thánh dành ưu ái cho các linh hồn trong 30 cái ngày trong tháng 11 này, để chúng ta cầu nguyện ơn toàn xá cho các linh hồn. Chắc chắn bà sống cuộc sống đẹp lòng Chúa, bà ra đi cũng vào một cái thời điểm cũng rất là đặc biệt, tháng cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng ta cũng tin tưởng sự ra đi của bà cũng nằm trong sự quan phòng của Chúa, và cũng là nhờ sự phúc đó mà chúng ta con cháu sẽ được hưởng. Xin bà hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nhớ không quên đến con cháu trong gia đình, cũng cầu nguyện cho chúng con cũng luôn sống đẹp lòng Chúa. Xin chia buồn với các bác.
Chúa thuộc về con. Ngay khi con vừa mới hạ sinh, con thuộc về Chúa. Khi đời con sướng vui hay buồn phiền, khi tuổi xanh đến khi bạc đầu, con vẫn thuộc về Ngài, Chúa ơi. Con thuộc về Chúa khi sớm mai và khi chiều tà. Con thuộc về Chúa khi dương gian dù nắng dù mưa. Con thuộc về Chúa khi lòng con vẫn vương bao tội đời. Con chỉ mong hát lên một lời, con vẫn thuộc về Ngài, thuộc về Ngài mà thôi. Bao la vô bến vô bờ, thương con mấy ai nào ngờ, một tình yêu luôn luôn ngóng chờ. Cuộc đời con nguyện dâng trót cả cho Ngài, từ đây con thuộc về Chúa, và từ đây Chúa thuộc về. Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto cho chúng ta biết rằng nếu thân xác là ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, một khi bị phá hủy đi thì theo thánh ý Thiên Chúa, chúng ta vẫn có một nơi ở trên trời, không phải do tay người thế làm ra, nhưng do Thiên Chúa. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu mà chúng ta ai nấy cũng sẽ trở về. Với lòng tin yêu cảm tạ, chúng ta phó dâng bà Maria trong vòng tay từ ái của Thiên Chúa. Lạy Chúa, đã đến lúc bà Maria từ giã căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh trìu mến của bà Maria. Xin đừng để chúng con như những người ngập đắng nuốt cay vì mất mát, hay như những kẻ chỉ tiếc nối chuyện xa xưa, nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Giêsu Chúa chúng con. Amen.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chen chứa. Thank you.
Oh,
như là tốn là rộng đó nam bát nát tự bây giờ nhưng mà thế thì phải bỏ là hết, chết là phải bỏ là hết, cụ bà Maria cũng phải bỏ lại hết, ngay cả cái gì cụ thì chẳng phải là người giàu có ví ra vọng tộc gì đâu, nhưng mà cũng có cụ ăn của để, nhưng mà cũng phải để lại hết con cháu trong gia đình với những tình cảm thân thương, cũng phải để lại hết một mình ra đi về với Chúa. Đó là điều mà mỗi người chúng ta phải cảm nhận một cách sâu sắc về thân phận của người lìa khỏi cuộc đời này để đi về với Chúa. Tất cả đó là những hành vi bác ái, từ thiện và vô vi lợi. Giúp mình nghèo thì có được lại cái gì đâu, để giúp cho các sơ nhỏ đi học thì cũng được lại cái gì đâu, nhưng mà được một cái rất quan trọng, đó là kết quả của lòng mến, lòng yêu thương Kitô giáo. Đó là cái duy nhất nó đồng hành với cụ Maria để vượt qua ngưỡng cửa của sự chết, đi vào cõi sống là hạnh phúc thiên đàng. Và thưa ông bà anh chị em, chúng ta mỗi lần mà nghe chuông báo tử đó, là chúng ta buồn lắm, vì là báo cáo là một người đã lìa khỏi cộng đoàn về với Chúa, nhưng mà cái hình ảnh chuông báo tử làm ra lại nhớ tới câu chuyện chiếc chuông bạc của một vị hoàng đế kia. Ông cho đúc một cái chiếc chuông bạc để trong bọng gác của hoàng cung, và ông ra lệnh là khi nào mà thần dân mà nghe được tiếng chuông bạc nó vang lên đó, là lúc đó là ông cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn hạnh phúc kinh khủng. Thế nào như là hoàn toàn hạnh phúc kinh khủng lên, thì tôi mong là tôi mình đã nhờ là đó thì chuông chuông bạc nâng lên để chúng ta cảm thấy là hoàn toàn của mình được giúp lại hạnh phúc. Nhưng mà trải qua ngày qua đó một ngày kia thì chuyện tiếp. Thank you.
Vì thế chúng con ngài từ Chúa dùng các tính gần Chúa những quả tính của lễ này để trở nên cho chúng con thân và máu tinh thể sự thi cầu của Chúa. Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình gầy sẽ bị nổ vì các con. Cũng một trẻ hôm ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng đã ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và những người vừa phạm tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là hầu Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự âm nhật của Chúa đánh thần để muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thương người dạy chúng ta giam nguyện rằng:
chiến Thiên Chúa nơi đường xa tội trần gian, phúc trái được mời đến dự tiệc chiến Thiên Chúa. Trong những ngày vừa qua,
cha xứ đã đến thăm hỏi sức dầu làm phép sát và tổ chức nghi thức thông lệ, cũng như cha đã ban đầy đủ các bí tích để linh hồn Maria được sẵn sàng chết trong tay Chúa. Và sau khi được Chúa thương gọi về, quý vị lại tâm tình đến chia buồn, cầu nguyện, phúng điếu và giúp đỡ cho việc mai táng được tốt đẹp. Hôm nay, cha và toàn thể quý vị lại dân thánh lễ an táng để tiễn đưa linh hồn Maria là mẹ, là bác, là bà của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng con tin tưởng rằng qua lời cầu nguyện của cha và toàn thể quý vị, Chúa sẽ nhận lời và sớm đưa linh hồn Maria về thiên đàng hưởng hạnh phúc cùng Chúa. Trước những bước vị lễ vị cao đẹp và đầy tình thương của cha và quý vị, ta quyến chúng con vô cùng xúc động và biết ơn. Chúng con chỉ biết cầu xin Chúa là Chúa giàu lòng thương xót, ban cho cha được nhiều hồng ân, có nhiều sức khỏe và nghị lực để chu toàn mọi sứ vụ mà Chúa đã trao phó cho toàn thể quý vị. Trong những ngày tham gia bối rối, chắc chắn có nhiều thiếu sót và lỗi lầm. Chúng con xin cha cùng toàn thể quý vị nguyện tình tha thứ và xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria một lần nữa. Tham quý của chúng con xin chân thành cảm tạ cha và quý vị. Tham gia chúng con đồng bái tạ. Hai tiếng mẹ ơi, hai tiếng đầu đời,
con gọi mẹ ơi từ thuở năm nô. Mẹ mẹ ơi mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi nay con gọi mẹ. Mẹ đã đi rồi cuối trời xa xôi. Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ mẹ ơi, con gọi mẹ ơi lần cuối trong đời. Con gọi mẹ ơi xiết bao ngậm ngùi, nay mẹ đi rồi con thấy bơ vơ. Nay mẹ không còn con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa là bờ vui là bến an bình. Xin Ngài dù thương đón đưa mẹ về. Lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha. Đưa mẹ con vào cõi phúc thiên thu. Giây phút biệt ly mi đẫm lệ sâu, vui buồn ngày mai chia sớt cùng ai. Mẹ mẹ ơi mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi cho con thành người. Nay mãi xa rồi xuôi nguồn yêu thương. Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ mẹ ơi, con gọi mẹ ơi lần cuối trong đời. Con gọi mẹ ơi xiết bao ngậm ngùi, nay mẹ đi rồi con thấy bơ vơ. Cha và con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta một lần nữa để mà trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta này xin Chúa cho thi hài của bà Maria mà chúng ta đang chôn cất vì xác của chúng ta. Nhờ quyền năng cứu đường trong tuy xét xử để tôi tới Chúa là của bà Maria được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đứng chăn chiên lành ôm vào lòng đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời để đáng được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặn con trái hư. Vì là bụi đắng con phải vương tùng lì yêu đuối. Dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời. Maria trong tay cha, xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn linh hồn của bà Maria sẽ được sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân phần ở này được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, để ngày mọi người tái ngộ trong đức Kitô được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tới sẽ là của bà Maria. Xin từ đạo tôn kiếp của bà Maria và hương dân của bà Maria vào thành thánh Jerusalem. Xin ca đoàn thiên thần tiếp dân của bà Maria và cùng Lazaro người nghèo khó xưa. Xin cho của bà Maria được yên nghỉ muôn đời. Amen. Chúng ta nghỉ trong ngôi mộ 3 ngày hầu thánh hóa phần mộ của mọi tín hữu Chúa, để đang khi còn mang nặng thân xác bụi trần, họ cũng được thêm hy vọng sống lại. Lạy Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là cụ bà Maria an nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi được Chúa cho sống lại trong ánh sáng thánh nhan Chúa và được nhìn xem ánh sáng vĩnh viễn trên trời. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Từ chôn Chúa toàn năng đã muốn gọi tôi tới Chúa là của bà Maria ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi lại xác tôi tới Chúa cho lòng đất để tôi tới Chúa trở về nơi mình thoát xuất ra. Chúa Kitô là đứng đầu tiên đặt từ khỏi chết sống lại và đưa vào chốn bình an của người và cho thân xác tôi tới Chúa được sống lại trong ngày sau hết.
anh chị em thân mến. Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã sáng rằng ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tôi tớ Chúa là cụ bà Maria. Nhân từ thương tên tôi tớ Chúa là cụ bà Maria đã qua đời, và tha phạt các hành vi của tôi tớ Chúa khi còn sống. Tôi tớ Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu. Thì trên trời xin Chúa nhân lành cùng cho tôi tớ Chúa được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn của bà Maria được yên nghỉ muôn đời. Thưa tăng quyến của bà Maria, chúng ta đang sống trong tháng 11, xin kính cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng để chúng ta lãnh nhận sự đại giá và chúng ta nhường lại cho các linh hồn, trong đó người đặt cho bà Maria làm người thân của chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con đền ơn con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ ác. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúng con trong cậy đó thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Chúa đồng trinh hiển vinh sáng lạn. Cha chủ sự, kính thưa hội đồng mục vụ, toàn thể anh chị em có mặt nơi đây, trong những ngày vừa qua gia đình chúng con vừa trải qua một sự mất mát vô cùng to lớn. Đó là sự ra đi của bà cụ Maria, là mẹ thân sinh của chúng con. Trong thời gian bà cụ còn sống, tới bây giờ cụ đã mất đi rồi, mà chúng con tới giờ phút này vẫn chưa được trả những ơn từ nơi báo nghĩa. Không biết bao giờ chúng con mới trả được hết những công lao to lớn của mẹ của chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn công lao của mẹ, chỉ biết xin cộng đoàn, anh chị em, cô bác và cha cầu nguyện cho linh hồn Maria. Và trong cái tháng các linh hồn, cũng mong các linh hồn đến với mẹ con và yêu thương mẹ con. Xin cộng đồng dân Chúa trong những ngày này chịu khó đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Maria. Chúng con chả biết nói gì hơn, cúi đầu cảm ơn Cha và cộng đồng dân Chúa. Rồi tàn khi buổi chiều
khẽ vui mừng, ngày lìa trần khẽ khóc nhớ thương. Xin cho con đang trốn trần gian luôn hướng nhìn về sự chết đau thương, để hằng ngày con làm việc đạo đức, biết trông chờ ngày con về, về với cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kéo thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn, cũng rụi tàn khi buổi chiều. Tình yêu